tất cả các bạn luôn. Rồi, là nói đầu tiên cho kênh Sông Bắc Sông Hậu TV chúc cả nhà xem video vui vẻ, và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sáng nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy gắn nha cả nhà. Thì cũng rất là nhiều bạn cũng có comment cho anh em mình, trong anh em mình để ra hướng dẫn cái ra cái clip để hướng dẫn cái cách phân ra từng tay với mấy bạn. Thì do anh em mình nó cũng bận công việc nhiều quá, mấy bạn thấy ngày nào cũng phải đi thăm lưới gắn đó, nên là cũng rồi về gà vịt nó lu bu quá nên là không có thời gian để ra clip đó. Thì em mình cũng có nói là khoảng 1-2 ngày tới nữa nó sắp xếp công việc, anh em mình sẽ phát trực tiếp để hướng dẫn các bạn, những bạn nào mới mới bắt đầu đi bẫy như là hoặc là mới bẫy đây nha mấy bạn. Còn đối với những cao thủ thì anh em mình không dám hướng dẫn rồi, dạng học hỏi kinh nghiệm qua lại thôi. Thì có gì mấy bạn nhớ đón xem. Thì trước khi phát trực tiếp là mình sẽ đăng thông báo để cho mấy bạn đón xem. Thì chắc khả năng là buổi chiều, tại sáng anh em mình đi thăm bẫy gắn rồi nha mấy bạn. Thì hôm qua anh Võ Minh Phụng cũng có vô kênh mình bình luận, thì này em cũng chia sẻ với anh là em nó làm cũng được 2 năm mấy nha anh Phụng. Thì nói chung cũng học hỏi của anh một số nhiều, cũng nhiều điều hay lắm, nên là cũng bẫy rất là hiệu quả. Thì em nó cũng có một sư phụ nữa, mà sư phụ nó dạng như cũng ở xa, không có đi văn lứ, nào có văn em cũng đi quay với ảnh một 2 video gì để xem cách ảnh bẫy hiệu quả nha mấy bạn, cũng như là anh Phụng. Rồi thì anh em mình sẽ đi thăm bẫy nha cả nhà. Thì anh em mình sẽ đi cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên nha mấy bạn. Về chặn cánh kịch yên lưới chứ nào không để sửa xương xương lại. Quá trời nó vậy, ta này không dính các bạn ơi, quá cỏ đồ đắp lên các bạn ơi, chỉnh sửa lại một chút. Đây, rồi chấm chấm đường mới dễ đi nha mấy bạn. Bịch quá nó phải đường đi. Mấy bạn nào mới văng đó cũng chú ý là văng thì phải lựa cặp mấy mương mấy kinh đường nha, chứ đừng văng trên khô quá. Rồi sẽ tiếp tục đi thăm mấy bạn ơi. Tiêu quá mấy bạn ơi, ủa hằng nha mấy bạn. Ồ, đây thấy nó quắn chưa, đầu rơi đứt dây diện luôn rồi, giật đứt dây luôn mấy bạn ơi, đã không mấy bạn. Đó, đi thăm mà thấy lợi cảnh, thấy cảnh này là thấy mê chưa mấy bạn. Nó quắn dữ sát. Con này to nha mấy bạn, con này chắc cỡ nửa ký 6 chấm ngon nha mấy bạn, đã ghê không. Đây đó, cho mấy bạn xem cận cảnh luôn đó, nó giật đứt dây diện dữ luôn nè mấy bạn. Này chuột cắn chứ nó không đủ mạnh để giật đứt dây nổi đâu. Chuột lợi tính hạ nó mà hạ không được mấy bạn. Xử lý đi, anh thấy nó rễ của chú Thịnh vậy. Đây nè, nó cắn nè. Cắn. Chuột cắn ha. Chuột cắn mà chưa đến đổi. Cắn mấy chấp chấp chút. Xử lý đi, anh thấy bên đó có người gì đi. Tay này thì mình cứu luôn nha bạn, văng tay khác lại chứ còn tay này thì nó cắn mạnh chạnh chân à. Chuột cắn. Em thấy bữa em thấy anh Phụng đi thăm lưới gắn đó, anh Phụng sử dụng kéo á, nó hư lưới mình nhiều lắm anh Phụng. Thế anh sử dụng kéo đến cắt. Này em của em nó sử dụng lưới lam nha anh Phụng, cho nó gọn luôn mấy bạn ơi. Ra ruộng mình lội rồi ha, nhẹ đừng chút là mình phẻ lắm mấy bạn, chứ còn mà lội ha mà mang nhiều trời ơi nó nặng. Tới thức ăn thức uống mà mình ăn còn ít nữa đó mấy bạn. Cái này nó cũng vô tình anh Phụng ơi, em nó cũng họ võ nữa, nó võ chí tâm. Vô tình trùng họ với anh luôn anh Phụng ơi, nên là tụi em quyết định là để là truyền nhân của anh là võ chí tâm, em của võ Minh Phụng.
này chị nhân đề thứ nhất nha anh. Con này mới dính sáng nè mấy bạn. Đây, bạn thấy gì chưa? Thơm hình nực nồng. Đó. Con này chắc khoảng 500-600. Đây nghe mấy bạn, hành trang của mình đây. Tay đồ nghề của mình cũng có nhiều quen thuộc. Này tay đầu tiên nha mấy bạn. Đem theo mấy tay để dăng. Một em đầu tiên. Dặm thêm nữa mấy bạn. Rồi, một em đầu tiên. Mới vô có hàng ngon lành này. Mà hổ hạnh nữa mấy bạn. Ừ. Nãy em quên cho nó một ảnh này thôi. Sao? Nó có gì về mình tay chụp cũng được. Đó. Lứ này thì mình bỏ mình lấy lại đài này nghe bạn. Chứ mình cũng đừng bỏ đài luôn rồi nữa. Về mỗi lần ra lứ mình kiếm che mệt lắm nghe bạn. Đó. Cái nào xài được thì mình lấy xài này. Tại chuột cắn banh chảnh chân mấy bạn ơi. Thủng lỗ chân nè. Tà lứ này từ lúc mình văng vợ cũng chưa dính mấy bạn. Rồi mình xử lý tà lứ này văng lại nghe bạn. Anh em mình tiếp tục đi thăm. Nào có dính gì mình bấm máy cho mấy bạn xem nè. Để tránh mất thời gian dài dòng. Cái nào dính mình mới bấm. Mình lâu lâu có mấy pha nào sảy không dính mình cũng bấm bấm lên để cho mấy bạn xem. Để nhiều khi mấy bạn nói sao mà văng dính quá trời dính, thật ra là tới mấy chục tay, cả trăm tay chứ không phải là tay nào cũng dính nha mấy bạn. Rồi mấy bạn thấy chục khác văng đi tại mình thấy à. Rồi. Chục. Khu vực này mình có tay nha mấy bạn. Bạn thấy ao lớn không? Ao này người ta ươn cá tra nha mấy bạn, ươn cá giống á. Ao này thì từ đây vô tới trong đó mà từ đây tới trong bờ trong đó thì khoảng 500m nha mấy bạn. Đó, mình zoom gần lại cho mấy bạn xem nha. Đó. Từ chỗ mình đứng vô tới trong đó là 500m. Và bề ngang là khoảng 50m nè, tương đương với mỗi một miếng gì là 5 hecta nha mấy bạn. Rộng lắm. Rồi, đây mình có con tay mình đi ra xem. Tay này không dính rồi. Tay này không dính rồi. Đó, mình văng thấp thôi nha mấy bạn. Văng cao cũng không có tốt. Rồi. Thăm tiếp tay nào có dính bấm máy cho các bạn xem. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Mình đang đi thăm lưới gắn gặp hai bạn đồng nghiệp mấy bạn ơi. Rồi chào mấy bạn luôn. Bạn tên gì? Em tên Khang. Khang bạn. Mình tên Chột. Cái này dưới quê của sư phụ mình nha mấy bạn. Cùng quê với sư phụ mình đó. Ừ. À vậy hả. Sư phụ mình năm nay mắc công việc không có văng được rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn này đi đặt bè bãi lợp nha. Còn mấy nay mình lưới gắn một túi nè mấy bạn. Mấy bạn thấy khoảng trên dưới 50 cái nãy giờ mấy ảnh đi thăm. Tới đây rồi gặp mấy anh em mà ngồi hút thuốc vậy nè, giao lưu vậy nè. Mình quay cho mấy bạn xem nha. Đây nè, trong túi này rồi. Ồ. Ồ. 5 lạng mấy, 6 lạng. Hết biết đã mấy bạn ơi, con này. Con này gần cả ký nghe mấy bạn. Ký à. Đây. Con này gần cả ký nghe bạn, đã không? U. Ghê không? Cái này là này cũng của anh Giám Hùng nè. Con hành ít có bự lắm, con hành bự vậy là bự rồi đó. Ít có con nào kia hàng dữ đã. Trời ơi. Khoảng mấy bạn. Một túi nè mấy bạn. Trên 50 cái lợp mà được nhiều là quá ngon rồi nha mấy bạn. Ảnh đi từ dưới lên đây là cũng cả chục mười mấy cây số luôn nha mấy bạn. Quê với sư phụ cưng hả? Ừ, cùng quê với sư phụ. Sư phụ năm nay không chịu xuống luôn, sư phụ mắc công việc rồi, không xuống được hết, muốn hết mùa nha mấy bạn, nên sư phụ nghỉ xuống rồi. Chứ xuống là lên đây à. Quá đã. Rồi, quay xương cho mấy bạn xem vậy thôi ha. Ta lứ mình đẳng mình lại đẳng thăm cũng chín con đẳng nằm đẳng nữa kìa bạn mất lại nha. Để ngồi mình nói chuyện chơi chút rồi đẳng mình thăm mình quay cho mấy bạn xem nha. Rồi, cho mình tạm bấm dừng máy tại đây nha mấy bạn. Rồi, chia tay hai ông bạn đồng nghiệp mình nha mấy bạn. Đây con tài mình nó dính còn lãi nữa mấy bạn ơi. Cậu cậu vậy mình bạn mấy bạn thấy đặt lợp vậy đó bởi mình văng nó ít chín hô hành là vậy đó nghe mấy bạn, tại vì do là cái như đồng nghiệp đặt lợp quá nhiều không phải nói trên đây mấy bạn
đặt lợp giống như xạ vậy đó. Nè nãy đặt dưới đó đó bạn, đồng nghiệp mình đặt dưới đó, mình nhặt trên đây, đồng nghiệp thấy vậy cuốn cái lợp dưới đó rồi bạn. À cái lợp mới đúng như trong máy hả? Trong mặt anh. Thôi mình bắt nó vô các bạn ơi. Mắc cừ quá, gì đâu mà kẹo lợp hết trơn các bạn ơi. Vậy đó, bởi vì mình văng nó cũng ít dính đó nghe mấy bạn. Nó ít dính thông hành là vậy đó. Có gắn lãi đâu còn lại gai. Nãy giờ lậu cũng muốn chết mấy bạn ơi, gì đâu mà nó không dính, bữa nay chắc nghi bị thắt nữa quá mấy bạn. Nãy giờ con này nữa, con thứ hai nha mấy bạn. Nãy gặp đồng nghiệp quay cho mấy bạn xem. Mà ảnh đặt cây mấy trăm cái rồi nghe mấy bạn, mà thầm tới đây là 50 cái rồi đó mấy bạn. Thầm 50 cái mà dính được nhiều rồi cũng tạm được đó nghe mấy bạn. Tôi đây nãy chắc phân 3-4 kg vậy. Có 4 kg. Quá trời. Mà sao thấy tà hậu hạnh không trời? Đặt cái đành biển dính hậu hạnh mạnh lắm. Thấy dính hậu ngựa ha. Nói chung ha, hậu ngựa chứ hậu hèo là mình văng lưới dính tịch nhất đó, còn hậu hành thì mình văng hạn chế dính hơn, tại hậu hành nó ít đi lắm nay. Nó đi theo chuột nó ăn được rồi, vô hang nó đâu có đi nữa đâu. Đây nghe bạn, con này con thứ hai. Tại nãy giờ có nhất duyên chỉ nè. Bây giờ được nhị thiên đường nha mấy bạn. Giá dính về con nữa mấy bạn ơi, quay cái clip đẹp đẹp cho mấy bạn xem chứ còn giờ này quá dính yếu rồi mấy bạn ơi. Trời trời trời. Xíu rồi mấy bạn, xíu đớp mình nè. Đớp. Rồi, con thứ hai mấy bạn ơi. Nãy cũng xin số điện thoại mấy bạn đồng nghiệp giao lưu uống phê đồ chơi. Mình làm ngày nãy mấy bạn gặp được đồng nghiệp khoái lắm mấy bạn. Rồi, mình sửa lại đi tiếp mấy bạn ơi. Em mình sửa tay lưới lại, mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Rồi, khu vực gần bụi tre này mấy anh em mình có một tay nữa. Đây là khu vực bờ mít chứ không phải bụi tre bữa hổm mình văng nghe bạn. Bụi tre bữa mình văng. Tre này bụi tre khác chứ không phải bụi tre của cái clip trước nè. Đây bờ mít, đây người ta trồng mít không? Nè, bạn sẽ thấy mít không? Mít này cũng mới nha. Còn thì chắc thì khó quay nha các bạn. Ồ quá trời địch thù rồi. Bụi tre hơi khó quay. Bị dưới nhắn nước nhỏ thì anh hai thấy không? Nó không ngáy nhiều nè thấy anh hai. Nhiều khi mình không để ý. Nó chết nó dính chắc đồ đài dưới đó. Nước này cũng to nha các bạn. Trời. Nhổ cái đài đem lên đây luôn đi Tâm ơi. Nó tự nhổ rồi đó chưa. Nước này cũng to các bạn ơi. Quá trời nhắn nước đã. Nó bứt cái bực cái đứt ngang chạy nó tiêu mất cần dữ nha mấy bạn. Nước quá trời đã các bạn ơi. Chẳng thiếu đã không mấy bạn. Gắn này hơn nửa ký nha mấy bạn. Gắn này từ 700-800 gram nha mấy bạn. Quá đã bạn ơi. Nãy giờ tưởng đâu thắt thu hả ông nào mấy bạn. Nãy giờ tưởng đâu thắt thu không ngờ cũng đỡ nha mấy bạn. Ồ quá đã bạn ơi. Bạn mình tạm bấm dựng đây đây em mình xử lý hả. Gắn này bự thiệt. Hôm gãi con gắn nước này khủng nhất nghe mấy bạn. Hết thộn cái nước luôn bắt tay. Quá đã bạn ơi. Tưởng thắt không không ngờ cũng vớt được phút cuối nha bạn. Còn không nhiêu lưới hết bạn ơi. Cắt đi Tâm ơi. Để dịch dập ra mấy. Sao nó ra máu không được. Miệng tại nó đi dồn chỗ đó đó. Con này mà thăm chế là chết tiêu quá. Chết nó bự quá, bự quá bự. Lưới này mình xài có 3 phân nha các bạn. Tại dùng của mình giờ gắn bự hiếm quá các bạn ơi. Nãy mấy bạn cũng nhìn thấy đó, đặt mấy đồng nghiệp mình đặt 7 vậy đó. Cho nên còn bắt được mấy gắn này thôi, còn hổ hành đâu thì người ta đặt 7 nó dính nhạy hơn mình gắn lưới các bạn. Mình chỉ nhạy hơn là được là ăn cái là mấy bạn biết ra gắn nước, hổ ngựa, gắn lãi, hổ hèo. Mà dùng mình cũng không có hổ hèo nữa. Là 3-4 mặt gắn đó là có là lưới mình dính nhạy hơn đặt lợp đó các bạn. Còn mà hổ hành đâu thì nó vô bẫy nhảy hơn. Con nó quắn. Dạ. Tại quá trời cục lưới nhiều chứ nãy gặp mà. Con nãy bự nữa nè. Quá trời cái đầu thừ lự luôn. Thằng cái này mà dính con chừng ký lô chắc không vừa có 3,5 mới có dính nổi. 3,5 mới dính. Ký lô nó nung vô, nếu con nào nung quá thì chết. Thấy nó mạnh ghê hợp, nó quýu đây đúng không ạ? Rồi, đem lên. Quắn. Biết cái con này bự đã.
mạnh ghê thiệt, đúng là gắn nước cũng mạnh. Gắn nước này hay còn kêu là gắn gì ta, gắn gáo không? Có người kêu gắn gáo chứ dùng mình kêu gắn nước anh có dùng. Kinh của anh được rồi, con gắn gì mà cái đầu đó đó kêu gắn học trò gì nữa. Nó có nhiều tên gọi, có đá mấy bạn. Trụ vậy nào mấy bạn luôn. Ủa há hỏng mấy bạn. Chín gắn nước đá. Đá. Quá trời ngắn ngon rồi. Chờ vô túi đi tâm ơi. Rồi chờ vô túi con thứ ba nghe mấy bạn. Chắc vô nó cũng đại chiến cái mang này dữ rồi. Gắn gắn đỏ nó cắn cây gắn này cắn nha. Còn quái vậy. Lâu năm. Cụ gắn nước. Rồi, đưa vô này. Rồi, rồi, nó vô nó chiến đấu với mấy con kia cho coi. Cắn nè mày. Con để gồng gồng nè, chắn không cắn. Rồi, con thứ ba nha mấy bạn. Tài này ngay thế quá ngon mà. Thế quá ngon mà, không gà, không dính. Để tới giờ cây... không dính. Cái túi luôn mà. Im nghe bạn. Ký lên liền. Từ thắt mà chuyển thành bại nghe, bại mà chuyển thành thắng nha mấy bạn. Còn mấy tài nữa hết mà. Rồi thôi nghe mình xử lý tay lưới lại có dính đường đám máy cho các bạn xem nha. Đó, bữa nay được nhiều nữa bạn, còn mấy tay nữa hả? Rồi, anh em mình đi thăm bẫy tiếp thôi. Em mình vô cũng tới nhà mấy bạn ơi. Rồi mở ra tổng kết cho mấy bạn xem em ơi. Cắn lộn rồi vậy. Kệ quay dưới đó đi. Để ở để trên đi cho bạn. Rồi vậy đây. Đây. Do nó cắn lộn nhau có máu nên mình không có lật qua lật lại được nha mấy bạn. Bạn thông cảm nha. Thì nãy thành quả là ba con nha mấy bạn. Con ký mấy thôi mấy bạn ơi. Con gắn nước mà bự quá, bự quá to. Gắn nước này quá giặt rồi, cụ gắn nước rồi. Mà bạn thấy cái phanh hết hồn không? Ừ. Muốn bằng cổ tay mình nè mấy bạn. Hết biết gắn nước rồi. Rồi, anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Dạ chào mấy bạn trong đây. Rồi, chào mấy bạn luôn. Rồi cho anh em mình chào tất cả các bạn nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Chiều mai nói chung là khả năng cao là chiều mai anh em mình sẽ phát cái video trực tiếp để hướng dẫn cách làm lưới gắn nha mấy bạn. Có gì mấy bạn nhớ có xem video này thì nhớ đón xem cái phát trực tiếp của anh em mình nha. Khoảng 3:10 mình phát tới 3:30 nha mấy bạn. Dao động khoảng thời gian đó nha mấy bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Bye bye.